Thưa quý vị, thưa các bạn, từ năm 2020 đến nay, hoạt động xuất khẩu hàng hóa, nhất là nông sản, trái cây tươi qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Đặc biệt, bước vào tháng 12 năm 2021, phía Trung Quốc đã tăng cường thêm các biện pháp quản lý, khiến năng lực thông quan giảm mạnh từ cả hai phía. Trước tình hình này, Bộ Công Thương đã nhanh chóng vào cuộc tìm giải pháp nhằm giảm ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu biên giới phía Bắc. Trong bối cảnh Trung Quốc đang tiếp tục theo đuổi chính sách Zero Covid, siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, trong khi Việt Nam đang thực hiện nghị quyết 128 NQCP của Chính phủ về quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, dẫn đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Ngay khi nhận được thông tin về tình trạng ùn ứ hàng hóa tại các khu vực các cửa khẩu của các tỉnh biên giới phía Bắc, Bộ Công Thương đã triển khai kịp thời nhiều giải pháp, phối hợp với các bộ ngành và địa phương liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực của Covid đến hoạt động xuất nhập khẩu. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ là cho phép mở lại các cửa khẩu để bảo đảm cái lưu thông hàng hóa giữa hai bên. Tôi nghĩ rằng là nếu như chúng ta đủ sức để thuyết phục phía Trung Quốc về một cái quy trình thông quan an toàn thì chúng ta sẽ giải quyết được tình hình này. Và chúng ta phải lo trước từ vườn và các tỉnh phía sau, nếu như vào cuộc lo trước từ trước vụ thu hoạch, liên hệ với khách hàng Trung Quốc và đặc biệt là chuyển sang xuất khẩu chính ngạch đi đường biển thì sẽ giảm tải được rất nhiều cho các cửa khẩu khu vực phía Bắc và chúng ta sẽ giải quyết được dứt điểm tình trạng ùn tắc. Tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã đi khảo sát thực tế và có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, trước tình trạng ùn tắc tại cửa khẩu, tỉnh đã hỗ trợ các doanh nghiệp bảo quản hàng hóa, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu, tích cực hội đàm với chính quyền phía bạn để sớm khôi phục thông quan hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh, phân loại, bố trí kho bãi để bảo quản hàng hóa xuất nhập khẩu tồn đọng trên địa bàn theo quy định và yêu cầu riêng của từng loại mặt hàng. Hiện tại, trên địa bàn Móng Cái đã bố trí 3 khu có thể chứa 6.000 phương tiện, 6 kho lạnh có thể chứa khoảng 770 container hàng hóa, tiếp tục giảm và miễn phí tiền lưu bến bãi. Thành phố Móng Cái chúng tôi được cái sự quan tâm rất lớn của Chính phủ, Bộ Công Thương và của tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt là sau khi mà cái tình hình phòng chống dịch Covid có những vấn đề rất là phức tạp giữa bên thành phố Đông Hưng. Do vậy nên là được cái sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công Thương cũng như là Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi đang tập trung các cái giải pháp để nỗ lực hơn nữa trong cái việc mà đẩy nhanh cái thông quan hàng hóa phục vụ cho công tác xuất nhập khẩu. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cũng đã khẩn trương chỉ đạo, kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất, chủ động điều chỉnh các biện pháp phù hợp với diễn biến và mức độ của dịch bệnh, tập trung xây dựng khu vực cửa khẩu an toàn với Covid, chia sẻ, giảm bớt khó khăn, đồng hành cùng các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, điều chỉnh giảm phí sử dụng hạ tầng các cửa khẩu, giảm giá dịch vụ tại cửa khẩu. Đối với Bộ đội phòng tôi cũng đã chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng trong cửa khẩu là đảm bảo duy trì an ninh trật tự, điều tiết phương tiện để làm sao là cửa khẩu được thông quan sớm nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa hai bên xuất nhập khẩu tốt. Tỉnh Lạng Sơn cũng đã triển khai nỗ lực rất nhiều giải pháp, những cái giải pháp mang tính chất đối ngoại, hội đàm trao đổi với bạn, rồi là thông tin qua đường dây nóng, chúng tôi duy trì cái đó rất là thường xuyên. Bây giờ cái giải pháp trước mắt thì chúng tôi cũng chỉ đề xuất được Thủ tướng rồi là các bộ là bây giờ có cái hội đàm, có cái trao đổi với các cái cơ quan cái cấp tương xứng ở phía Trung Quốc với Quảng Tây, để mà các bộ ngành với Quảng Tây, để mà như vậy là bạn có thể bạn xem xét những cái đề xuất của chúng ta. Trong thời gian tới, dịch COVID-19 được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tết Nguyên đán của Việt Nam và Trung Quốc là thời điểm cao điểm của xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc. Do đó, lưu lượng hàng hóa và phương tiện lên cửa khẩu sẽ tiếp tục còn tăng cao, gây áp lực đối với năng lực thông quan tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc. Vì vậy, để thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa duy trì tăng trưởng kinh tế, Bộ Công Thương khuyến cáo đến địa phương, doanh nghiệp và hộ nông dân về việc thường xuyên cập nhật diễn biến thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc để chủ động có kế hoạch sản xuất, đóng gói, giao nhận, xuất khẩu hàng hóa, tránh để phát sinh ùn ứ và các tác động bất lợi khác. Mặt khác, kịp thời trao đổi với Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan cùng phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh.